cấp tính ở trẻ em, nhất là trẻ dưới 3 tuổi. Bệnh do virus đường ruột, lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc với dịch nốt phòng. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Để chủ động phòng bệnh cho trẻ, cần thực hiện các biện pháp sau. Trẻ và người chăm sóc trẻ cần rửa tay nhiều lần trong ngày bằng xà phòng và nước sạch. Không để trẻ mút tay hoặc đưa đồ chơi lên miệng. Cho trẻ ăn chín, uống chín, không ăn chung thìa, bát. Thường xuyên vệ sinh đồ chơi, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn. Trẻ mắc bệnh phải nghỉ học và không tiếp xúc với trẻ khác. Thu gom xử lý phân của trẻ bằng chloramin B hoặc vôi bột cho bếp. Luộc sôi hoặc ngâm chloramin B 2% quần áo đã lót của trẻ trước khi giặt sạch. Khi trẻ bị sốt và xuất hiện nốt phòng ở bàn tay, bàn chân hoặc niêm mạc miệng, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị. Toàn dân tích cực, chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng.